trên cái ngón tay của Nhân là lô số lốc K3 lô số 1 là ngang 7.5, dài 19.5. Thì ở đây là nó gần ở bên phía công viên Kỳ Quan đi ra cũng gần nha mọi người, hoặc là ở bên công viên Khủng Long đi ra đây cũng gần. Và cái trước mặt của mình là cái công viên sinh vật cảnh, là hiện tại bây giờ nó chưa có làm, nhưng mà trong cái 1/500 là có, nhưng mà làm thời gian khi nào thì mình không biết được. Và cái đường này mình đi thẳng vào cái đợt 12 của bên phía công ty. Rồi bây giờ mình đi ra ngoài mình nhìn thực tế nha cả nhà. Bây giờ là Nhân đang đứng tại cái vị trí của lốc K3 lô số 1. Là Nhân nhắc lại cái diện tích là ngang 7.5, dài 19.5, và cái giá của khách hàng gửi Nhân bán lại là 1.5 tỷ, đúng giá 1.5 tỷ nha cả nhà. Và hiện tại là đang còn góp, nhưng mà tháng cuối cùng rồi, nên là bây giờ nếu mình mua là coi như là mình trả luôn đó, chứ không còn được góp nữa. Và trả 1.5 tỷ, trả trước 195%. Thì như ở đây thì cả nhà mình thấy là nhà cửa cũng rất là nhiều rồi. Bên đây nhà rất là nhiều. Còn phía bên hông bên sau này là nó có một cái lốc nhà cao 1 của công ty. Và cái đường này mình đi thẳng ra cái phía cái đợt 12 của các thủ sinh. Còn bên đây là cái quỹ đất của công viên nha cả nhà. Công viên sinh vật cảnh là đã có 1/500 rồi, nhưng mà làm thì cái thời gian khi nào thì Nhân cũng chưa nắm rõ lắm đó. Rồi bây giờ Nhân quay sơ cho cả nhà mình thôi. Ví dụ như cái lô gốc này thì cả nhà mình có thể xây một cái biệt thự mini, hoặc là làm một cái quán cà phê, một cái quán ăn gì đó cũng được, cũng rất là tốt. Nói chung là nếu như ai đủ cái tầm tiền mà khoảng 1.5 tỷ á, thì mình mua một cái lô đất K3.1 này á, thì nó có rất là nhiều cái yếu tố để chờ. Rồi thì nếu như ai muốn mua hoặc là muốn xuống xem vị trí đất thì cứ gọi cho Nhân số điện thoại trên màn hình nha. Rồi Nhân xin chào và hẹn gặp lại, và hãy nhớ bấm nút đăng ký kênh của Nhân để có thể xem được những video sau. Và video sau Nhân sẽ quay thêm mấy lô nữa cho cả nhà mình, nếu như mình cảm thấy là cái vị trí hợp với mình và cái tài chính vừa đủ, cứ gọi cho Nhân sẽ tư vấn cho cả nhà. Rồi Nhân xin chào.